băm. Có một cái đường đâm ngang vô Đại học Nông Lâm, nó qua nó gần hơn nữa nè. Chắc không có xịn nữa. Rồi, bắt đầu giờ vô tìm trường đại học gần hơn nữa. Nói chứ tại mình mới, mình không biết đường hết trơn. Đó là để hỏi tin tức trẻ đồ này, trẻ đồ kia. Mấy đứa đồng đầy ở đây nó rành hết đầu. Mình tại mới lên đầu nó khám phá ở trong đây xong rồi rành hết. Đầu nó khám phá bên ngoài. Đây là đường đi vô là trung tâm bồi dưỡng kiến thức. Tại giờ có vướng kiến hậu không tiền? Không, không. Ở đây có mấy cây gì đã quá, cây sao quá. Hai đường vô với hồi nãy mình vô đường kia cũng được, đường này cũng được. Đúng rồi. Ồ, ngay đây trước nó tập trung không biết trường nào đây nè. Nông Lâm à. Thấy Nông Đông nè. Khu vực này khu vực của Nông Lâm. Đây là trường ngoại ngữ, trung tâm ngoại ngữ, khoa học ngoại ngữ sư phạm. Đây. Ở trước là trường gì? Đây là lối vào. Lối vào của Đại học Nông Lâm á. Lối vào Đại học Nông Lâm. Mỗi trường. Ồ, hai này không cho chạy lẹ. Thiên nhiên quá chừng luôn, vườn ươm và lâm nghiệp. Trại thực nghiệm. À, tới đây cũng sình. Hả? Tới đây cũng sình, tưởng đâu nó quẹo trước cái chỗ sình ấy, nhờ nó cũng vô chỗ sình. Đây là cà phê màu đất như vậy. Ở trước là nhà trọ sinh viên. Sao nó lạ khúc này rồi. Chưa đầu tư tới không mà. Đã là bóng lên. Cái đứa học sinh nó cũng đi đường này nhiều quá nè. Cái đường này giống như đường cổng phụ. Đây là quán cơm cho sinh viên, nhà trọ sinh viên. Mấy khu này nhà đất chắc mắc tiền lắm ha. Đây trọ, trọ cho sinh viên. Đây có cái nhà nghỉ đâu, đây ở đây kia. Chắc phải có chứ. Cao cấp quá thì nó ở không nổi. Đó. Ông ý nói là anh á, để cho phụ huynh ở đó, đỡ đó. Ừ. Vụ đi trường học mấy ngày với anh vậy đó. Đấy, có nhà nghỉ đâu là ở chứ. Chứ đi học mà ở nhà nghỉ thì sao chịu nổi. Thì quá vậy. Để cho phụ huynh lên ở cho tạm ổn rồi về. Thiên nhiên nhiều quá. Tại vì nãy mình lại đó thì mình bắt buộc mình phải vô đường này thôi chứ mình đâu có quay đầu được. Quay thì được nhưng mà nó xa. Ừ, phải đi xuống dưới kia. Còn như hồi nãy mình vô thì mình vô đường chính. Này nó cũng hạn chế xe nữa. Này xe lớn đâu vô được. Ừ,
quay. Tôi thuê nhà trọ để bạn nhóc luôn. Chỗ này đóng một hai bên. Chắc cũng làm nữa mà chưa làm tiếp. Rồi lên đường láng rồi. Từ cái ngõ ba mà hồi nãy mình đi tới cái đông nông lâm xe không ta? Cái bà nãy uống phê hả? Cái ngõ ba mà hồi lúc mà mình quẹo vô đây đằng này nè. Cái ba mà em nói cấm quẹo đó phải không? Đâu đưa lại nông lâm khoảng 200m à? Đây là cổng nông lâm á. Đây là trường gì? Không thấy. Đường này nó chỉ mà đừng cấm. Đèo là nó cấm nó chuẩn bị hết trơn á. Mấy cái này giống như tên cái đồi mấy trường đại học nè. Nó dùng đất nó cao ghê không? Chỉ ngang chỉ dọc hết trơn. Ồ cao quá chừng luôn. Đã ha. Giống như ở trên cái đồi. Cao thiệt là cao luôn. Ở trên đó mà nước ngập cái mình ở trên nóc nhà. Bên kia ngoài kia là cái trường gì? Đại học Bách Khoa. Mấy trước mặt mình là Đại học Bách Khoa. Đó, nãy mình vô đường này nè. Đó. Đây cho phép 2m. 2m2. Đây cà phê. Trời, hôm nay quá phải ngon ghê không? Mát mẻ ha. Nói không thấy. Ồ anh trước là sân vận động gì lớn quá ha. Nhà nhân quá. Nhà nhân quá, để nó mới cất rồi. Thấy nó mới đẹp hình lên. Quá đẹp luôn. Trong nó sao ta. Làng đại học. Tại sao luôn đây lâu lâu chen vô có chỗ đồ buôn bán luôn ngon á. Làng đại học á. Nè có ráp rồi nó cũng chạy vô tới đây nè. Dễ gì không vô. Sao hết được. Tại vì quá chừng rộng luôn mà. Quán cũng ăn được lắm chứ. Trường khoa học và nhân văn trước mặt mình phải không? Đúng. Khoa học và nhân văn. Đường này ở gần đấy chứ. Đường ngoài. Còn ở trước mặt mình là trường gì lớn quá, chưa thấy chữ. Nói là cái trường ký túc xá. À ký túc xá. Không biết khu nào thì mình không biết thôi. Nè nó có bảng là trường công nghệ thông tin nè. Rồi thôi xuống đi đi. Trường công nghệ mình đâu rồi? Nhân văn nè, bây giờ ai xuống nhân văn nè. Nhân văn là bi xuống nhân văn nè. Ơi trời. Vậy cũng tiện ha. Rải rải từ 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 từ. Đó nó có cái bản đồ trước đó. Mình leo xuống bản đồ coi. Đây. Đâu? Trường đi. Đại học và khoa học xã hội nhân văn. Đây là trường của Bi phải không? Bi xuống. Đây chừng nào lại rước? Đây chừng nào em đi kiếm? Qua bên kia đây có gì em đi. Qua trường công nghệ thông tin
túc xá lớn quá chừng luôn đó. Để bên nhân dân chạy tí xíu quẹo phải là vô công nghệ thông tin. Quẹo phải vô công nghệ thông tin. Trường Đại học Công nghệ Thông tin trước mặt. Thì dám bò ở ký túc xá này lắm à. Ừ. Gần. Như cái này khu E phải, nãy nó có cái bảng đó chị. Nếu mà cái đó. Nếu mà học đây ở đây nữa quá sướng rồi. Sáng bên. Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Nó hướng dẫn đó. Có gì vô đó hỏi hướng dẫn đó. Đó. Vô. Vô anh ba với tiền chắc đi vòng vòng á, có gì em điện. Chào đón sinh viên khóa 2019. Vô chỗ này hỏi thăm cái đi. Bà con hỏi thăm đi. Vô hỏi thăm đi con. Rồi cảm ơn hai em. Rồi rồi. Mày á, tại mày lôi á thì không cảm ơn chú. Rồi. Tại mày lôi á, nó mất luôn rồi kìa. Quỷ à. Rồi máy bay bay lên đầu. Trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đây là có cái bảng hướng dẫn nè con. Có bảng hướng dẫn nè. Sơ đồ nè. Bây giờ như học trường khác ở chung nữa. Xin sơ đồ không? Hỏi thăm mấy chị đó đi. Bàn hướng dẫn á. Mời các bạn sinh viên có thứ tự từ 11 tới 15 11 tới 15. Từ 10 tới 15. Các bạn sinh viên mang số thứ tự từ 10 đến 15. Ai đang giữ số thứ tự từ 10 đến 15 phòng 21. Mời các bạn sinh viên có thứ tự từ 10 đến 15.
1, 20. Và mình xin lưu ý là tất cả các bạn sinh viên đều phải có khó nên tất cả các bạn thi xét tuyển ưu tiên hay là thi trong học quốc gia đó là có khó. 1, 20. 1, 20 đây nè. Hả? Trường cho hỏi bốc số ở chỗ nào? Đây đây đây, đây đây số này. Mấy cái đó con trả lại làm cái gì? Con cho anh hỏi sinh viên mới giờ bóc số à? Đây à, cho số. Rồi, cảm ơn. Mình xin nhắc lại lần cuối, bạn sinh viên giữ số thứ tự từ 10 đến 15 chúng ta quay về phòng 120 là thứ một giờ. Một 25 số thứ tự này con cầm ấy. Đây là sơ đồ hướng dẫn nhập học.
trình không. Tiếp nhận trong 3 ngày. Tiếp nhận hồ sơ trong 3 ngày hả? 12 tới 15. Vô giấy tờ cái nào móc ra xong rồi kiểm tra để hồi mình bỏ quên rồi nha. Mời bạn sinh viên có số từ 116 120. Rồi. Hơi 120, 125 còn 5 người nữa. Chút nữa. Mang cặp không ha, để cặp đây. À. Sau đại học, tuyển sinh sau đại học 2019. Rồi vô 125 tới. Tới số 125 rồi em. Phòng A116 đóng tiền cho các bạn. Vậy là xác nhận xong rồi phải không? À, vậy là xác nhận xong phải không? Đâu ngừng lại cho coi giấy. Đầu tiên là giấy báo tính tiền. Còn dưới là giấy biên nhận. Đó A117 đó. A116 đây nè, đây nè. A116 nè. Ghi là 66-70. Hả? 66-70 kia. À, số hả? Vậy đợi. Vậy đợi. Cái tông này tự sắp số cho mình luôn rồi phải không? Vậy khỏe lẹ. Chỉ còn lo cái ký túc xá.
nhà đây ngồi đợi. Khu đợi đóng tiền. Số 125. Đây là số tự vào làm thủ tục nhập học. Vậy là cái số bên kia gọi là không cần biết giờ số bình 6. Dạ thì có nghĩa là số bên kia là trăm mấy từ đầu sắp tới rồi. Bên kia là bên kia bên này. Em cho chị biết. Bữa chị đó gọi mấy. Đây là nghỉ trưa. Khu này là khu nghỉ trưa cho sinh viên. Sinh viên nghỉ trưa. Xin mời các bạn số từ 1, 2, 6 đến 1, 3, 5. Khu này cho sinh viên nghỉ trưa. Xin nhắc lại, xin mời các bạn số từ sơ khi nhận thẻ sinh viên các bạn. Mời các bạn sinh viên có số thứ tự từ 294 đến 295. Rồi, còn mình nhận thẻ sinh viên. Số thứ tự từ 171 cho đến 175. Còn phòng A 16. Mời các bạn sinh viên có số thứ tự từ 296 đến 300 và phòng A 120. Rồi xong. Xong rồi không? Có thẻ sinh viên rồi phải không? Rồi. Khỏe rồi. Rồi ra. Thì hướng dẫn sao? Sinh viên có số thứ tự là 301 đến 305. Hướng dẫn. Giờ nếu mà đăng ký nhà trọ là ra đây người ta là người ta hướng dẫn đi phải không? Người ta trả lời đẳng có xe. Đưa lại đẳng. Rồi đăng ký nộp hồ sơ đóng tiền. Bỏ vô. Cái gì? Hồ sơ gì? Đăng ký nghĩa vụ quân sự á. Rồi xong mình đã đăng ký xong rồi lấy thẻ sinh viên đóng tiền xong hết rồi nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Ở đây máy bay bay lên đầu phật luôn. Tiền rồi để đâu rồi? Tiền để trong rồi, cho điện ấy. Rồi ra ngoài cổng chính.